Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Lưu ý trước khi xem, đây là video tiểu thuyết ghép tranh nên hình ảnh sẽ không trùng khớp với nội dung của âm thanh, tập trung vào tình tiết gay cấn thú vị của truyện. Chúc mọi người xem video vui vẻ, nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Đương nhiên, vì thỏa mãn Diệp Minh nói lên điều kiện, hết thảy tham dự võ đạo đại hội người, hắn tuổi tác không thể qua 40 tuổi. Nguyên nhân chính là như thế, toàn cầu mới chỉ tuyển ra này chừng 500 người. Kỳ thật dựa theo Diệp Minh điều kiện, còn lại những người này hoàn toàn có tư cách gia nhập thiên đạo môn. Bất quá hắn không chuẩn bị tuyển nhận quá nhiều đệ tử, cho nên vẫn muốn tiến hành số vòng lựa chọn. Cho tất cả mọi người tham dự hội nghị người bài xuất một cái mạnh yếu trình tự, để tại tuyển bạt đệ tử. Tranh tài thi hành rút thăm luân phiên thi đấu chế, mỗi hai người ở giữa tiến hành một cuộc tỉ thí, một trận đến hai phần, thế hòa không phân thắng bại đến một điểm, phụ cục không điểm. Cuối cùng nắm tất cả mọi người tích phân tiến hành bài danh, dùng điểm ban thưởng. Trên thực tế, đối với lần này võ đạo đại hội, Đường Thánh muốn liền là thứ tự. Chỉ có cầm tới thứ tự mới có thể dùng có tính nhắm vào làm thiên đạo môn tuyển bạt đệ tử. Kinh đô, Lý gia nhà cấp 4 một gian tĩnh thất bên trong, Diệp Minh chậm rãi mở mắt ra. Hắn giờ phút này, quanh thân bảo quang lưu chuyển, một tòa tiếp dẫn đại trận bị khắc họa tại làn da phía trên. Kỳ thật khắc họa đại trận sẽ không dùng thời gian quá dài, sở dĩ kéo dài một tháng, bởi vì hắn tại khắc họa đại trận đồng thời cũng tại tu luyện tiếp dẫn đại chân lực. Tiếp dẫn đại chân lực chính là nhân tổ sáng tạo, uy lực ta nghèo. Tiếp dẫn đại chân lực, chung 33 trọng, mỗi nhiều tu luyện nhất trọng, uy lực liền mạnh mẽ một điểm. Giờ phút này, hắn đã ở trong người ngưng tụ ra một đạo tiếp dẫn chân lực, như một đạo dòng nhỏ, mặc dù không cường đại, có thể diệu dụng vô tận. Có này tơ tiếp dẫn chân lực, coi như gặp được mấy lần tại lực lượng của hắn, cũng có thể đem tiếp dẫn xuống tới, dẫn hướng địa phương khác. Không biết võ đạo đại hội bắt đầu chưa? Hắn lẩm bẩm nói, sau đó đứng dậy, bài môn mà ra. Ngoài cửa, đang có một vị võ đạo hiệp hội thành viên hầu tại cái kia, thấy một lần Diệp Minh ra tới, liền vội vàng tiến lên quỳ gối, tổ gia, tiểu nhân hầu ngài đã lâu. Diệp Minh là Đường Thánh đích sư tôn, trong hiệp hội những người khác liền xưng Diệp Minh tổ gia. Diệp Minh hỏi, đại hội bắt đầu rồi. Vậy được thành viên nói, hồi tổ gia, hôm nay là đại hội ngày cuối cùng, đã sắp phải kết thúc. Diệp Minh cười nói, không nghĩ tới ta còn có thể bắt kịp ngày cuối cùng, đại hội tiến hành có thể thuận lợi sao? Người kia nói, có hội trưởng tọa chấn, tự nhiên hết thảy thuận lợi. Đáng tiếc duy nhất chính là, riêng lẻ vài người đánh cho quá hung, trên đài mất mạng. Diệp Minh lắc đầu, bài cái thứ tự mà thôi, thế mà nắm mệnh đều bồi lên. Giờ phút này, võ đạo đại hội đã tiến hành đến ngày thứ 5, hôm nay chính là ngày cuối cùng, trọng yếu nhất những cái kia tỉ thí, toàn bỏ vào ngày này. Diệp Minh xuất hiện tại võ đạo đại hội bên trên thời điểm, Đường Thánh đã đứng trên đài. Cùng hắn rằng co chính là một tên nam tử áo đen, đến từ Tây Phương Odin, cũng là vị võ tông cấp cường giả, thực lực phi phàm. Tất cả tham dự hội nghị người, trừ hai người này bên ngoài, võ tông cấp nhân vật còn có Ấn Độ Cam Điện, Trung Quốc Bạch Hàn Y, cùng với Brazil Francisco, tổng cộng mới có 5 người. Võ sư, đại võ sư cấp người đảo có thật nhiều, tính toán có 49 vị. Còn lại đều là võ sĩ, số lượng nhiều nhất, trong đó có vài người thực lực mạnh mẽ, thậm chí có người chiến thắng võ sư cấp đối thủ. Hả, trận chiến cuối cùng sao? Diệp Minh có phần cảm thấy hứng thú, đối với trước mắt tỉ thí kết quả, hắn vẫn là tương đối hài lòng. Odin tầm mắt đột nhiên trở nên một mảnh huyết hồng, quanh thân càng có một tầng sương mù màu máu dâng lên, tà dị bầu không khí bao phủ toàn trường. Diệp Minh híp mắt lại, hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được, cái này gọi Odin người có được huyết tộc truyền thừa. Huyết tộc thủ đoạn công kích 10 phần âm tà, hắn không khỏi có chút bận tâm Đường Thánh, dù sao đây chính là hắn đại đệ tử. Ta xem cuộc tỉ thí này không cần tiến hành. Làm sơ suy nghĩ, Diệp Minh xuất hiện ở đây bên trên, ngăn cản hai người tỉ thí. Odin ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Diệp Minh, ngươi chính là người giật dây à. Hắn không đánh có khả năng, nhưng ta muốn cùng ngươi đánh. Diệp Minh nở nụ cười, cùng ta đánh. Không có vấn đề, bất quá ngươi nếu bị thua, liền muốn bái nhập môn hạ của ta, làm đệ tử của ta. Odin ngạo nghễ nói, thua ngươi, tự nhiên là mặc cho xử trí. Bất quá ta Odin tịch mịch nhiều năm, chưa bại một lần, ngươi muốn thắng ta chỉ sợ vô cùng khó khăn. Phải không? Oanh! Diệp Minh đột nhiên động, quanh thân huyết quang bạo, một đầu huyết thủ ấn đột nhiên đánh về phía Odin. Người sau giật nảy cả mình, chỉ cảm thấy đối phương khí thế mạnh, không thể chiến thắng, liền hắn tinh thần đều nhận áp chế,
gần như vô phương suy nghĩ. Oanh! Căn bản không có chút hồi hộp nào, một đời đại tông sư Odin liền như thế bị Diệp Minh đánh bay. Hắn thậm chí có thể rõ ràng mà cảm ứng được, Diệp Minh huyết tộc công lực là như thế tinh thuần, thực lực là mạnh như vậy hoành, hai người căn bản không ở cùng một cấp bậc. Odin sau khi rơi xuống đất, quỳ một gối xuống lấy, trực tiếp hướng Diệp Minh hành đại lễ, cao giọng nói, ta thua, tâm phục khẩu phục. Hắn ngẩng đầu, hỏi, xin hỏi, công pháp của ngươi từ đâu tới? Diệp Minh, ta có hoàn chỉnh huyết tộc truyền thừa, ngươi nghĩ học, ta có khả năng dạy ngươi. Odin không chút do dự, thỉnh thu ta làm đệ tử. Bao nhiêu năm rồi, hắn một mực tại tìm kiếm cơ hội đột phá. Nhưng mà huyết tộc truyền thừa có thiếu, hắn một mực tìm không thấy đường ra, mãi đến gặp được Diệp Minh. Diệp Minh, về sau, ngươi chính là nhị đệ của ta tử, đường thánh sư đệ. Odin mừng rỡ, lại bái một cái. Diệp Minh đứng trên lôi đài, nói, lần này võ đạo đại hội chính thức kết thúc, trong các ngươi rất nhiều người, lại nhận bản thân mời. Ta đem mang các ngươi đi tới chân chính tu hành thế giới, học tập chân chính công pháp, võ kỹ. Cho nên, nếu như các ngươi thật muốn đi phải đi xa, trở nên mạnh hơn, vậy liền gia nhập ta. Võ đạo đại hội cứ như vậy kết thúc, bất quá bài danh trước 100 người, cơ hồ đều không hề rời đi, bọn hắn đều bị Diệp Minh cái kia đoạn lời hấp dẫn. Chân chính tu hành thế giới, đến cùng là như thế nào? Võ đạo đại hội chỉ huy trong phòng khách, Đường Thánh cùng Odin phân lập Diệp Minh tả hữu, mà Diệp Minh đằng trước thì đứng lấy thực lực 10 vị trí đầu mặt khác 8 người. 8 người này đến từ toàn cầu các nơi, có nam có nữ, mà lại tuổi tác cũng không lớn. Đường Thánh nói, sư tôn, 8 người này đều phù hợp thu đồ đệ điều kiện. Diệp Minh tầm mắt, từng cái quét qua ở đây 8 người, sau đó chỉ mấy lần, nói, ngươi, ngươi, còn có ngươi. 3 người này, phân biệt là Brazil Francisco, Ấn Độ Cam Điện, cùng với Trung Quốc Bạch Hàn Y. 3 người này đều có tông sư cấp cảnh giới, là thiên tài trong thiên tài. Diệp Minh hỏi, các ngươi có nguyện bái ta làm thầy? Bạch Hàn Y nói, ta nguyện ý. Can Địa thì liếc xéo lấy Diệp Minh, nói, trừ phi ngươi có thế để cho ta tâm phục khẩu phục. Brazil vị kia càng là cười lạnh một tiếng, ngươi có tư cách gì làm sư tôn của ta? Diệp Minh gật gật đầu, hỏi, các ngươi hai cái, am hiểu nhất là cái gì? Cam mà nói, ta tu hành Ấn Độ giáo thần công, lĩnh ngộ thần Siva lực, lực lớn vô cùng. Francisco nói, ta am hiểu thông linh thuật, có thể cảm giác tâm ý của người khác. Diệp Minh nói, dùng các ngươi am hiểu nhất thủ đoạn, cùng một chỗ ra tay với ta. Nếu như các ngươi có thể chống nổi 3 chiêu, liền coi như ta thua. Hai người nhìn nhau, nhất thời đều kích động. Ầm ầm. Can Địa trước động, hai bước bước ra, Thiết Tý liền ôm lấy Diệp Minh. Một bên khác, Francisco đem ngón tay cái đặt tại trên trán, một cỗ sắc bén lực lượng tinh thần đâm về phía Diệp Minh. Tránh ra. Diệp Minh dậm chân một cái, thân thể như cự mãng xoay thân thể, đại lực kéo tới, Can Địa nhất thời bị kiếm bay, miệng phun máu tươi. Francisco thảm hại hơn, hắn kêu thảm một tiếng, ôm đầu ngồi dưới đất, trong hai mắt chảy xuống máu tới. Diệp Minh thản nhiên nói, ta giết các ngươi, so giết con kiến cũng dễ dàng, các ngươi quá yếu. Tham kiến sư tôn, Can Địa cùng Francisco nơi nào còn dám không phục, dồn dập quỳ xuống, bái Diệp Minh vi sư. Cứ như vậy, Diệp Minh bên người đồ đệ đã có 8 người, phân biệt là Vũ Cùng, Tô Tử Chân, Phan Long, Đường Thánh, Odin, Francisco, Bạch Hàn Y cùng Cam Địa, chung 8 người. Đối với 8 người này, Đường Thánh đi 1, Odin đi 2, Bạch Hàn Y đi 3, Cam Địa đi 4, Francisco đi 5, Tô Tử Chân đi 6, Vũ Cùng đi thất, Phan Long đi 8. Những người còn lại mắt thấy Diệp Minh thu đồ đệ, dồn dập đều muốn bái kiến. Đường Thánh mở miệng nói, ta 8 người là sư tôn thân truyền đệ tử, mà các ngươi không có thành tựu làm đệ tử thân truyền tư cách, chỉ có thể trở thành phổ thông đệ tử. Kỳ thật những người này đã đi đến Diệp Minh điều kiện, hoàn toàn có khả năng thành làm đệ tử thân truyền. Chẳng qua là Châu Ngọc phía trước, Diệp Minh ánh mắt nhất thời bị cất cao. Còn lại mấy người, có 3 người chọn rời đi, bọn hắn rõ ràng không muốn làm không có địa vị phổ thông đệ tử, còn lại 2 người thì nguyện ý gia nhập. Trừ cái đó ra, Diệp Minh lại từ những người còn lại bên trong, tuyển ra 34 tên phổ thông đệ tử, hợp kế 36 vị phổ thông đệ tử. Còn tạp dịch đệ tử số lượng liền tương đối nhiều, cuối cùng có 108 người nguyện ý gia nhập, trở thành tạp dịch đệ tử. Chuyện đã định về sau, Diệp Minh biết hắn nên rời đi. Ở địa cầu đợi lâu như vậy, không biết Thiên Nguyên Đại Lục tình huống như thế nào, hắn cấp thiết muốn trở về.
Kinh đô Lý gia, Lý Nhiễm cùng Lý Tiểu Xu từ biệt Lý Hóa Long, bọn hắn hộ tống Diệp Minh một đám đệ tử, chung nhau bước lên này tòa đỉnh núi. Dĩ nhiên, trừ cái đó ra, còn có thật nhiều người mang tới gia quyến. Nho nhỏ mỏm núi, cơ hồ bị người đứng đẩy. Dưới núi, rất nhiều người tu hành nhìn chăm chú nơi đây, bọn hắn có ý cùng đi, đáng tiếc hợp thành làm tạp dịch đệ tử tư cách đều không có, chỉ có thể làm nhìn xem. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Diệp Minh vung tay lên, thúc giục lệnh phù. Nhất thời, mỏm núi phát sáng lên, tại phía xa một cái khác đại thế giới Thẩm Nguyên một cảm ứng được, lúc này mở ra truyền tống đại trận. Một tia sáng trắng từ trên trời giáng xuống, Diệp Minh cùng người liên can trở về tới Thiên Nguyên đại lục, xuất hiện tại Đông Sơn quốc cảnh bên trong. Đường Thánh đám người tiến vào Thiên Nguyên đại lục về sau, đột nhiên cũng cảm giác phảng phất có cái nặng như núi đồi xiềng xích được mở ra. Mỗi người đều có thoải mái không diễn tả được cảm giác, không ít người tiếng thét dài. Thẩm Nguyên một cha con, vợ chồng gặp nhau, tự nhiên người nói không hết, Diệp Minh liền chưa quấy rầy, mang lên hắn một đám đệ tử tại Đông Sơn quốc cảnh bên trong tìm kiếm địa điểm, thành lập sơn môn. Đông Sơn là Thẩm Nguyên một địa bàn, đối phương là Trường Sinh đại năng, ở chỗ này xây dựng môn phái lại an toàn bất quá. Đông Sơn cảnh nội từ xưa nhiều núi, phong cảnh rất tốt. Diệp Minh dùng không bao lâu, liền tìm được một tòa núi cao nguy nga, trên sườn núi phong cảnh tú lệ, vô cùng thích hợp xây dựng sơn môn. Khôi phục võ tôn tu hành Minh lúc này thi triển thủ đoạn, ở trên núi đào bới hang núi, phòng khách các loại, cũng lấy dưới người núi mua sắm tất cả đồ vật. Đông Sơn Vương tài lực hùng hồn, dưới trướng càng có vô số nhân tài, Diệp Minh có bất kỳ cần, hắn đều có thể nhanh thỏa mãn. Thế là ngắn ngủi 10 ngày thời gian, chỉnh tòa núi lớn đã bị tu chỉnh ra tới, thành một cái có thể cung cấp mấy ngàn người chỗ ở. Mà lại bên trong chữ hàng hàng loạt chữ vật cùng đồ dùng hàng ngày, đầy đủ mọi thứ. Dưới núi, một cái sách có Thiên Đạo Môn môn lâu sừng sững. Cứ như vậy, Thiên Đạo Môn vô thanh vô tức mở sơn môn, ngoại trừ Đông Sơn Vương, Kim Huyền Bạch cùng số ít người bằng hữu bên ngoài, người ngoài biết rất ít. Khai sơn nghi thức 10 phần đơn giản, khách nhân trọng yếu ngoại trừ Kim Huyền Bạch chờ một đám bất hủ thần điện người bên ngoài, liền là Đông Sơn Vương. Diệp Minh làm Đông Sơn Vương tầm đến thế nữ, hắn 10 phần cảm kích, đối với Diệp Minh khai sơn thu đồ đệ 10 phần duy trì. Lệnh Diệp Minh không có nghĩ tới là, không chỉ Chu Huyền đi không, Vu Liễm Diễm, Triệu Tín, Đinh Vi đám người toàn bộ đến đây chúc mừng, bọn hắn thậm chí còn mang đến bất hủ thần điện cho hạ lễ, 100 triệu trường sinh tệ. Náo nhiệt qua đi, mọi người cáo lui, mà những cái kia theo Diệp Minh đi vào Thiên Nguyên đệ tử, mấy ngày tới đã trải qua sơ bộ thích ứng nơi đây hoàn cảnh. Ngay từ đầu, khi bọn hắn nhìn thấy võ thần thậm chí thần linh thời điểm, đều nơm nớp lo sợ, bây giờ đã tốt hơn nhiều. Diễn võ đường bên trong, Diệp Minh quét qua hắn 8 vị thân truyền đệ tử, Đường Thánh, Francisco, Cam Địa, Bạch Hàn Y, Vũ Cùng, Tô Tử Chân, Phan Long, Odin. Diệp Minh cười nói, mấy ngày nay, các ngươi có ý nghĩ gì, thấy thế nào? Đường Thánh cảm khái nói, cho tới bây giờ, ta mới biết được thế giới lớn đến bao nhiêu. Bạch Hàn Y, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chúng ta quá yếu ớt. Vũ Cùng cách nhìn càng là cực đoan, so sánh nơi đây người, chúng ta đơn giản như là rác sâu kiến, không, liền sâu kiến cũng không bằng. Diệp Minh nghe lời của mọi người, nói, người tuy không thể cuồng vọng tự đại, nhưng cũng không thể tự coi nhẹ mình. Vi sư có khả năng nói cho các ngươi biết, tương lai không lâu, các ngươi đều sẽ trở thành Thiên Nguyên đại lục đại năng. Hôm nay này chút để cho các ngươi ngước mắt về sau, tương lai đều sẽ trái lại ngước mắt các ngươi, mà lại bọn hắn suốt đời đều không có cơ hội cản các ngươi. Nghe Diệp Minh cổ vũ, trong lòng mọi người chấn động, Phan Long hỏi, sư tôn, tiếp đó, chúng ta cái kia tu luyện như thế nào? Diệp Minh thản nhiên nói, phế bỏ tu hành, từ đầu bắt đầu. Cái gì? Tất cả mọi người giật nảy cả mình, bất khả tư nghị nhìn về phía Diệp Minh. Diệp Minh thản nhiên nói, ở địa cầu bên trên, các ngươi căn cơ thực sự quá yếu ớt, cơ sở không tốn sức, về sau làm sao có thể đi vào càng mạnh cảnh giới. Các ngươi yên tâm, vi sư lấy đi tu vi của các ngươi, sẽ không đả thương đến thân thể, càng sẽ không ảnh hưởng tu hành. Mặc dù nhiều như vậy, có thể mọi người đều là trải qua thiên tân vạn khổ mới có thành tựu ngày hôm nay, thực sự không muốn một buổi sáng từ bỏ. Nhưng mà sư mệnh khó vi phạm, bọn hắn như cũ lựa chọn tin tưởng Diệp Minh. Vì có thể đi được càng xa, trở nên mạnh hơn, trả giá lại nhiều đều đáng giá. Diệp Minh đối Cam Địa mấy có người nói, bằng vào ta nhận biết, Thiên Nguyên đại lục đa số làm người Hán hậu duệ, mấy người các ngươi muốn đổi một thoáng tên. Ta quyết định, Thiên Đạo Môn đệ tử, dùng Nguyên, Trinh, Lợi, Hư làm bối phận, Cam Địa, ngươi về sau liền gọi Cam Nguyên Kiếm, Odin,
ngươi về sau liền gọi là Nguyên Hoàng, Francisco, ngươi về sau liền gọi là Nguyên Lãng. Ba người được người mới, đều là vui vẻ, dồn dập tạ ơn Diệp Minh. Đường Thánh cười nói, ta đây sau này sẽ là Đường Nguyên Thánh. Vũ Cùng nói, ta nhũ danh là Cực, đến nơi này, liền gọi Võ Nguyên vô cùng tốt. Thế là Tô Tử Chân đổi tên Tô Nguyên thật, Phan Long đổi tên Phan Nguyên Long. Cái kia Bạch Hàn Y giống như Vũ Cùng, càng thêm trắng nguyên tiên. Đường Nguyên Thánh cái thứ nhất bị gọi vào trước mặt, Diệp Minh nói, chắc hẳn ngươi cũng cảm thấy, Thiên Nguyên Đại Lục không có áp chế, cho nên ngươi tu hành độ sẽ phi thường nhanh. Tựa như một người nếm qua quá nhiều khổ, bây giờ tiến vào đại phú đại quý sinh hoạt trạng thái, thân thể sẽ rất nhanh sẽ béo dâng lên. Nhưng dạng này cũng không phải là chuyện tốt, cho nên ta yêu cầu các ngươi, muốn tại mỗi một cái nhỏ cấp độ, đều đi đến cực hạn. Cho nên tiếp đó, các ngươi nhất định phải dựa theo năm đó ta tình huống tu luyện, quá trình này đem vô cùng khó khăn, hy vọng các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đường Nguyên Thánh đạo, sư tôn yên tâm, nếu như không chịu khổ nổi, chúng ta ở địa cầu bên trên cũng đi không cho tới hôm nay việc này. Diệp Minh cười nói cũng đúng. Nếu như thế, ngươi chuẩn bị xong. 3. Diệp Minh một trưởng đập nện tại Đường Nguyên Thánh trên bờ vai, một cỗ ôn nhu như nước, giả dích như tơ kình lực, đánh vào thân thể của hắn, một thoáng đưa hắn khổ tu mấy chục năm công lực toàn bộ đánh tan. Hắn giống như say rượu, lắc lư mấy lần, liền thoát lực ngã trên mặt đất. Diệp Minh nói, thoát lực là tạm thời hiện tượng, một khắc đồng hồ liền có thể khôi phục. Đến lúc đó, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi chân chính con đường tu luyện. Sau đó, ngoài ra thất vị đệ tử cũng dồn dập bị Diệp Minh lấy đi tu vi. Chính như Diệp Minh nói, một khắc đồng hồ về sau, 8 người lục tục khôi phục chi tiết, tối thiểu có người bình thường trạng thái. Diệp Minh nói, tu hành võ đồ, tố chất thân thể muốn vượt trội, cho nên tiếp xuống thời gian nửa năm, ta sẽ đối với các ngươi bồi nguyên dưỡng thần. Vi sư năm đó đều không có dạng này tốt đãi ngộ, các ngươi phải hiểu được chân quý. Hắn cái gọi là bồi nguyên, chính là dùng dược dịch thấm thể, đan dược khẩu phục, kinh lực xoa bóp, phù trận phụ trợ chờ hết thảy thủ đoạn, đại lực bồi dưỡng 8 người. Toàn bộ quá trình tiêu hao tài nguyên rất lớn, mong muốn hoàn thành quá trình này, mỗi người tối thiểu cần hơn 100 triệu võ thần tệ. May mắn, chút tiền ấy đối Diệp Minh tới nói không tính là gì, còn không đến mức khiến cho hắn phá sản. Muốn làm đệ tử bồi nguyên, cho nên Diệp Minh cơ hồ không có thời gian tu luyện, nhưng hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được địa cầu chuyến đi mang đến cho hắn cải biến cực lớn. Trong lúc vô tình, hắn đã có được trung phẩm đạo thể, mà lại linh hồn tăng lên càng lớn, xa không phải lúc trước có thể so sánh. Coi như là thân thể, cũng biến thành cường hãn mấy lần. Tình cờ lúc rảnh rỗi, Diệp Minh liền tiếp theo chuẩn bị hắn thân thể hơi khắc chi pháp. Trước đó hắn là tại trên da Minh Văn bày trận, kế tiếp liền là tại cơ bắp bên trên Minh Văn bày trận, một bước này muốn khó hơn nhiều, cũng thống khổ nhiều lắm. Phiền toái hơn chính là, lần này tiêu hao so sánh lần trước càng lớn, tối thiểu phải hao phí vài tỷ trường sinh tệ. Trước mắt hắn cũng không có nhiều tiền như vậy, bởi vậy việc này cũng chỉ có thể đặt một đặt. Thời gian nửa năm, thoáng qua tức thì, tại Diệp Minh hao tốn to lớn tâm lực cùng tài nguyên về sau, 8 tên đệ tử dồn dập trúc cơ đại thành, chính thức đạp vào võ đồ tu luyện. Dù cho Diệp Minh có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị bọn hắn tu hành độ dọa sợ. Dùng Đường Thánh làm thí dụ, ngắn ngủi 7 ngày, liền đạt đến võ đồ cực hạn, về sau võ sĩ cực hạn dùng 9 ngày, võ sư cực hạn dùng nửa vầng trăng, đại võ sư cực hạn dùng 1 tháng, võ tông cực hạn cũng chỉ dùng 2 tháng không đến. Những người còn lại cũng không kém, đều tại nửa năm trong vòng đạt đến võ tông cực hạn, hơn nữa nhìn bộ dáng, đột phá võ tôn tựa hồ cũng không bao lâu. Thoáng một cái liền cho Diệp Minh áp lực, hắn một bên nhường 8 người tiếp tục tu hành, bản thân cũng tranh thủ thời gian tu luyện Thiên Thần Cửu Biến. Trước đó, hắn Thiên Thần Cửu Biến chẳng qua là đệ nhất biến, trước mắt hắn quyết định trùng kích đệ nhị biến. Hắn muốn nhìn một chút, theo địa cầu sau khi quay về, có hay không có trợ giúp tu hành. Trong phòng luyện công, hắn ngồi xếp bằng trên đất, vừa mới tu hành một lát, cũng cảm giác nguyên thần sao động, tựa hồ lập tức liền muốn đi vào thuế biến trạng thái. Không thể nào, nhanh như vậy liền có thể đột phá. Tình huống ra đoán trước, hắn thế mà tùy tiện đã đột phá, nguyên thần tiến một bước thăng hoa, nguyên thần chi lực đạt đến kinh người 10 long lực. Dĩ nhiên, trong quá trình này, hắn tiêu hao trên 100 ức miếng võ thần tệ, nếu không phải hắn vẫn tính có tiền, chỉ riêng này lần liền có thể khiến cho hắn táng ra bại sản. Nguyên thần nhị biến, Diệp Minh thực lực tăng lên đâu chỉ mấy lần, hắn động một chút suy nghĩ, thời không đều muốn ngưng trệ. Nguyên thần tăng lên, Diệp Minh ngựa không dừng vó, thừa cơ trùng kích Thái Thượng Chí Tôn Công đệ tam trọng cửu chuyển kim thân. Này cửu chuyển kim thân, vừa lúc cùng nguyên thần cửu biến là tuyệt phối,
một cái tu luyện thân thể, một cái tu luyện linh hồn. Hắn cửu chuyển kim thân, chi đạt tới trước thứ ba chuyển, bây giờ đột phá võ tôn, cuối cùng có khả năng tu luyện đệ tứ chuyển. Kim thân tứ chuyển, cần mấy loại chân quý thần tài, Diệp Minh tra một chút giá cả, tiền trên người miễn cưỡng đủ. Cái này lập tức khiến cho hắn đau cả đầu, cảm thấy gần đây muốn kiếm nhiều một chút tiền mới được, bằng không hắn có thể nuôi không nổi chính mình cùng thiên đạo môn à. Tại Diệp Minh trở về Thiên Nguyên Đại Lục một năm về sau, hắn thành công đi đến kim thân tứ chuyển. Thân thể tăng lên tới một cái trình độ khủng bố, coi như là pháp thiên thần linh thể chất đều không thể so sánh với hắn. Tiếp đó, nếu muốn đột phá kim thân ngũ chuyển, thì cần muốn đạt tới võ thánh tu vi. Tráng Nguyên Tiên đám người một năm qua này đồng đều đã đi đến võ tông cực hạn. Tại trải qua một đoạn thời gian củng cố về sau, mãi đến Diệp Minh đồng ý, bọn hắn mới lục tục mức độ vào võ tôn cảnh. Thành là võ tông về sau, Diệp Minh liền để bọn hắn tu luyện Thái Thượng Chí Tôn Công Thiên Thần Cửu Biến chờ hàng loạt công pháp. Không thể không nói, tu luyện những công pháp này tiêu hao cực kỳ kinh người, Diệp Minh nhất thời liền cảm thấy cố hết sức. Không làm sao được, một bên nhường các đệ tử tu luyện, hắn một bên xuống núi tìm kiếm tài lộ. Đông Sơn Vương Phủ, Đông Sơn Vương Thẩm Nguyên một tâm tình tốt vô cùng, một năm qua này hắn đều đang cố gắng dạy mình thê nữ tu hành, mẹ con hai người tiến bộ thần. Khi biết được Diệp Minh ý đồ đến về sau, Đông Sơn Vương Tiếu nói, lão đệ a, giống ngươi như thế bồi dưỡng đệ tử, bất tận mới là lạ. Diệp Minh cười khổ, không có cách, ta biết tu hành gian khổ, bọn hắn có thể ăn ít một chút khổ liền ăn ít một chút. Ít nhất, ta muốn cung cấp bọn hắn tu hành đến võ thánh, bằng không khó mà trên thế gian dừng chân. Thẩm Nguyên gật gật đầu, được a, chỉ là muốn moi nhiều tiền, muốn bốc lên rất nhiều nguy hiểm, cũng may lão đệ thực lực ngươi nghịch thiên, hẳn là có nắm bắt. Diệp Minh ánh mắt sáng lên, Thẩm đại ca mau nói. Thẩm Nguyên một đạo, ngũ hành thần triều thống trị đã cơ bản ổn định, có năm đại hoàng triều nội tình tại, thần triều bây giờ cực kỳ phồn hoa. Đã từng bên trong đều, bây giờ biến thành thần đô, thậm chí bốn đều thì làm kinh đô phụ. Tại thần đô cùng kinh đô phụ, đều có một loại đấu trường, người tham dự rất nhiều. Tại một chút cao cấp tràng tử, mỗi cục tiền đánh bạc liền cao tới trên trăm ức võ thần tệ. Diệp Minh nhíu mày, trên trăm ức võ thần tệ, cũng chỉ bất quá mấy chục vạn trường sinh tệ a. Thẩm Nguyên một lật lên bạch nhãn, ta Đông Sơn một năm thu thuế đều không có nhiều như vậy, ngươi thế mà vẫn còn chê ít. Diệp Minh cười khổ, trước đó có được cự phú, khiến cho hắn đối tài phú cái nhìn hoàn toàn khác với người thường. Thẩm Nguyên một lắc đầu, xem ra, lão đệ ngươi muốn là một phen phát tài. Diệp Minh gật đầu, đúng. Thẩm Nguyên một suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, đúng rồi, ta được đến một tin tức, yêu tộc đại quân từ năm trước bắt đầu. Liên lục tục cùng ngũ hành thần triều tiến hành phạm vi nhỏ khai chiến, mà thần triều phương diện tổn thất nặng nề. Cho nên từ hôm nay năm bắt đầu, ngũ hành thần triều cải biến sách lược, cho phép các nơi thành lập dòng binh đoàn đội. Diệp Minh, Thẩm đại ca ý tứ, để cho ta thành lập dòng binh đội ngũ, sau đó thay ngũ hành thần triều bán mạng. Ngũ hành thần triều cho ra ban thưởng 10 phần phong phú, chu diệt một vị pháp thiên nhất cảnh yêu thần liền có thể thu được 1 tỷ võ thần tệ. Pháp thiên nhị cảnh có thể lấy được 2 ức tệ. Pháp thiên tam cảnh có thể lấy được 400 triệu, cứ thế mà suy ra, pháp thiên cửu cảnh cao tới 256 ức võ thần tệ.